Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo ra một sân chơi cho các bạn nhỏ, sắp tới đây thì tại Hà Nội, một đêm nhạc kịch dành riêng cho thiếu nhi sẽ chính thức được công chiếu, mang tên là Đồng Cỏ Hòa Ca, lấy cảm ứng từ cuốn sách cùng tên. Vở nhạc kịch thì sẽ quy tụ gần 200 diễn viên, được ví như là một câu chuyện cổ tích dành cho tất cả các bạn nhỏ. Ở đó thì các con được thỏa sức sáng tạo, cảm thụ nghệ thuật, sống trong một không gian đặc sắc, hòa quyện của âm nhạc, thơ ca và kịch nghệ. Theo đó, Đồng Cỏ Hòa Ca là vở nhạc kịch, mà ở đó là sự hòa quyện của nhiều bộ môn nghệ thuật như là múa ba lê, nhảy hiện đại, hip hop, MC, cảm thụ âm nhạc, thanh nhạc. Vở kịch xoay quanh một đêm diễn hoành tráng trong thời lượng 60 đến 75 phút. Trong đó các nhân vật như là Đom Đóm, Dế Mèn, Ếch Cốm, Cóc Tía, Dế Còi, Dế Mập, Chuột Nhắt, Voi, Hà Mã được tạo hình gần gũi chỉn chu. Mỗi nhân vật đều có nét tính cách và mang một câu chuyện truyền tải thông điệp riêng. Kết hợp với sự hòa âm của các loại nhạc cụ và dàn hợp xướng, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc trong trẻo đáng nhớ đến khán giả nhỏ tuổi. Được biết là buổi nhạc kịch sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15 và 16 tháng 4 tới đây.